kiện chủ tịch FIFA chọn Messi thay vì cả châu Âu, nội bộ cực căng ở đội tuyển Anh. Chủ tịch FIFA xem Copa America bỏ Euro trong trận khai mạc giải vô địch châu Mỹ Copa America 2024 giữa Argentina và Canada. Chủ tịch FIFA Giannini Infantino dự khán. Tuy nhiên, ông Infantino chưa từng tới xem trận nào ở Euro 2024 tại Đức. Nhiều người cho rằng do sức hút của Lionel Messi và nước Mỹ khiến chủ tịch FIFA tới Copa America thay vì Cristiano Ronaldo và nước Đức. Trận khai mạc Euro 2024 giữa Đức và Scotland thu hút 65.052 khán giả đến sân, trong khi thì trận đấu Copa America có 70.564 khán giả, nhiều hơn bất cứ trận đấu nào đã qua tại Euro 2024. Các sân Euro 2024 hầu hết có sức chứa từ 40 đến 50.000 khán giả, trong khi thì gần một nửa sân Copa America có trên 70.000 ghế. Serbia không bỏ dở Euro 2024. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Serbia, ông Jovan Subatovic xác nhận thông tin trên, dù chính ông tuyên bố dạ bỏ giải một ngày trước nếu UEFA không trừng phạt Croatia và Albania. Chúng tôi hy vọng UEFA sẽ phạt nặng Liên đoàn bóng đá hai nước này, nhưng dù thế nào thì Serbia cũng không bỏ giải. Báo Đức dẫn lời ông Subatovic hôm qua 21 tháng 6. Đấy chỉ là phản ứng nhất thời, tuy nhiên chúng tôi vẫn không chấp nhận được những khẩu hiệu của cổ động viên Croatia và Albania. Hy vọng UEFA sớm phản hồi về vấn đề này. Ông Subatovic từng giận dữ khi khán giả Croatia và Albania đồng thanh hô vang những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc, vừa đe dọa người Serbia trong trận đấu giữa hai đội ở Euro 2024. Kể từ đầu giải, các đội ở bán đảo Balkan đã liên tục tố cáo nhau và bị UEFA điều tra. Albania đã bị phạt 40.000 đô la Mỹ vì bị Serbia tố. Serbia bị phạt 15.000 đô la Mỹ vì bị Kosovo tố. Serbia và Bắc Macedonia đang tố Albania và Croatia. Và mới đây thì Kosovo tố Serbia thêm lần nữa. Danh thủ Roberto Baggio bị cướp đánh đập. Giữa trận Tây Ban Nha gặp Italia ở Euro 2024, năm kẻ trang bị vũ khí đột nhập vào biệt thự của Baggio tại Altavilla Vicentina Vicenza, đánh đập và khiến ông bị thương nhiều chỗ, phải cấp cứu và khâu nhiều mũi. Nhóm cướp cũng nhốt gia đình ông vào một căn phòng nhỏ lấy hết những thứ có giá trị. Sau đó Baggio thoát ra được và báo cáo cảnh sát điều tra vụ việc. Baggio, 57 tuổi, chơi cho tuyển Italia thời 1988-2004. Đội bóng vàng năm 1993 và bóng bạc năm 1994, ông chơi ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công, khoảng Juventus, Milan lẫn Inter. Tuyển Tây Ban Nha bóp nghẹt châu Âu. Truyền thông Tây Ban Nha tâng bốc đội tuyển nhà sau khi thắng đương kim vô địch Italia 1-0 ở lượt 2 bảng B từ Marca giật tít. Tây Ban Nha bóp nghẹt châu Âu trong bài tác giả viết. Cách gây áp lực của Tây Ban Nha khiến các đối thủ phải ngưỡng mộ và họ đều ước có thể chơi bóng được như vậy. Tờ báo cho biết tiền đạo đội trưởng Alvaro Morata cũng có quan điểm như vậy khi cho rằng cách chơi của Tây Ban Nha bóp nghẹt đối thủ. Cả châu Âu đang coi Tây Ban Nha là đối thủ kỵ dơ, báo viết thêm. Tờ Mundo Deportivo thì khen ngợi tiền đạo trái Nico Williams, cầu thủ hay nhất trận đấu. William đã làm cả châu Âu phải lóa mắt, báo viết. Hậu vệ Italia Giovanni Di Lorenzo đã nằm mơ thấy ác mộng William sau trận đấu này. Tây Ban Nha là đội đầu tiên chắc suất đỉnh bảng ở Euro 2024 với 2 trận toàn thắng. Họ dĩ nhiên vào vòng 1/8 sớm một lượt đấu và có thể cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức ở lượt cuối cùng vòng bảng gặp Albania. Cổ động viên Anh ngủ gật với chai bia trên đầu. Một cổ động viên Anh bị ghi lại khoảnh khắc ngồi ngủ gật trên vỉa hè, bị người xung quanh đặt một chai bia lên đầu mà không bị rơi. Những người khác tiến tới rót thêm bia cho cổ động viên này, đến khi cốc bia bị đổ anh vẫn không biết, còn mọi người thì đều reo lên khi thấy bia đổ xuống. Vua Tây Ban Nha khó tin Yaman, 16 tuổi. Vua Felipe VI đến thăm phòng thay đồ của Tây Ban Nha ở Euro 2024 sau trận thắng Italia 1-0 ở bảng B. Khi nhìn thấy Yaman, ông hỏi, cậu bao nhiêu tuổi? Khi biết Yaman mới 16 tuổi, vị vua 56 tuổi tỏ ra bất ngờ, rồi đặt tay lên trán. Xung quanh, cầu thủ và ban huấn luyện bật cười. Nhiều khả năng ông Felipe VI chỉ đùa vì ông đã biết trước Yaman trẻ như vậy. Ông đã theo đội tuyển Tây Ban Nha ở nhiều giải đấu. Cũng từng đến phòng thay đồ chúc mừng đội tuyển thắng Costa Rica 7-0 ở trận ra quân World Cup 2022. Trong khi tuổi trẻ của Yaman đang là đề tài bàn luận sôi nổi tại Tây Ban Nha, hãng Pizza dễ huấn luyện viên tuyển Anh. Một hãng pizza nổi tiếng tại Anh ám chỉ huấn luyện viên Gareth Southgate không biết cách cầm quân sau khi Anh bị Đan Mạch cầm hòa 1-1 ở bảng C Euro 2024. Họ đăng hình một cảnh hỏa hoạn trên băng truyền pizza rồi viết lời bình. Nếu Southgate quản lý một cửa hàng pizza, chuyện sẽ như thế này đây. Sau trận đấu ở Frankfurt, huấn luyện viên 54 tuổi đang bị chê trách nhiều nhất ở tuyển Anh, trên mạng xã hội lẫn cả báo đài. Cậu ba mơ không nhìn mặt huấn luyện viên Southgate khi bắt tay. Sau trận Anh hòa Đan Mạch 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng C, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội vào sân bắt tay nhau.
khi Gareth Southgate bắt tay Palmer, tiền vệ 22 tuổi không nhìn mặt huấn luyện viên khiến nhiều cổ động viên bất ngờ. Đã qua 2 trận đấu tại Euro 2024 nhưng mà Palmer vẫn chưa được chơi một phút nào, trong khi các cầu thủ đá chính như là Phil Foden hay Bukayo Saka hay thậm chí là Jude Bellingham cũng không thể hiện được quá nhiều dấu ấn. Palmer là cầu thủ trẻ hay nhất ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua cùng Chelsea. Anh cũng được đề cử là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng không cạnh tranh được với Phil Foden. Cổ động viên ném bể TV khi xem Euro. Một nhóm người hâm mộ Slovenia đã có hành vi quá khích khi ném TV qua cửa sổ. Slovenia đã chơi không tệ trong trận đấu gặp Serbia. Họ cầm hòa Đan Mạch 1-1 ở lượt trận đầu tiên, do đó gần như sẽ có vé đi tiếp nếu đánh bại Serbia. Mọi thứ có vẻ diễn ra rất thuận lợi cho đội bóng áo trắng cho đến phút bù giờ cuối cùng. Từ một tình huống phạt góc, Serbia ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 95. Chiến thắng sẽ đảm bảo cho quốc gia nhỏ nhất tại Euro một suất vào vòng 16 đội và nó đã không xảy ra sau lượt trận thứ hai. Người hâm mộ Slovenia đã rất bực tức sau khoảnh khắc đánh rơi điểm số đó. Thậm chí một cổ động viên quá khích đã ném TV qua cửa sổ. Một clip ngắn trên mạng xã hội cho thấy mọi thứ bắt đầu từ tiếng chửi bới sau bàn gỡ hòa của Serbia. Sau đó, một người đàn ông cởi trần đã ném chiếc TV xuống tầng trệt. Chiếc TV rơi xuống đất cạnh cửa tầng hầm, vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi đăng tải, clip đã được lan truyền rộng rãi ở Slovenia. Ở lượt trận đấu cuối cùng, Slovenia cần một chiến thắng trước đội tuyển Anh để chắc chắn có vé đi tiếp. Nếu mất điểm, cơ hội của họ sẽ rất mong manh.